chán với cuộc sống hiện tại của Kinh Quốc sau khi lấy vợ đại gia. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Gắn bó với nghiệp diễn xuất 22 năm, Kinh Quốc đã tham gia trên dưới 30 bộ phim và từng đạt giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất tại HTV Award năm 2006. Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng nhắc đến Kinh Quốc, nhiều người lại chỉ nghĩ ngay đến việc anh lấy vợ đại gia. Sau hơn một năm sống với người vợ giàu có, cuộc sống hiện tại của nam diễn viên đất phương Nam khiến khán giả tò mò. Kinh Quốc gây bất ngờ khi thừa nhận chuẩn bị kết hôn lần hai ở thời điểm hơn một năm trước. Vợ của nam diễn viên cũng sinh năm 1974, là một doanh nhân thành đạt ở Vũng Tàu. Sau khi kết hôn, Kinh Quốc vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Anh thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời kim luôn vai chính. Bằng sự cố gắng, thất bại không nản chí của mình, Kinh Quốc đang dần chứng minh thực lực của mình với vai trò đạo diễn. Hiện tại, anh đã có trong tay khá nhiều bộ phim ngắn, với lượt xem được tăng nhanh chóng như Anh Xe Ôm và Cô Gái Điếm. Kinh Quốc cho biết bà xã anh luôn bên cạnh và ủng hộ chồng trong mọi quyết định. Bên cạnh công việc, nam diễn viên kỳ cựu còn thường xuyên khoe ảnh đi du lịch ở nước ngoài. Thoải mái tận hưởng những kỳ nghỉ tuyệt vời trong các khu resort sang trọng. Nam diễn viên hướng nghiệp thường xuyên cập nhật hoạt động của mình cho khán giả được biết. Tuy nhiên, hiếm khi anh khoe hình ảnh vợ đại gia của mình lên Facebook cá nhân. Kinh Quốc từng chia sẻ, tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn, nhưng tôi ngại cuộc sống riêng tư của mình bị ảnh hưởng nếu công khai. Vì vậy, trên Facebook, tôi không đưa hình vợ con. Kinh Quốc và bà xã đại gia đến với nhau bằng tình yêu, sự cảm thông và đã có chung với nhau một bé gái. Hiện tại, vợ là hậu phương vững chắc để Kinh Quốc có thể an tâm, tập trung cho sự nghiệp của mình. Vì quá nhiều người dè biểu và miệt thị, Cao Ngân bật khóc, Ngân không hề cố tình làm như vậy. Cao Ngân lần đầu xuất hiện trên truyền hình nói về việc bị quá nhiều người dè biểu và miệt thị xung quanh chuyện thân hình gầy cho xương của cô. Đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2017 bỗng dưng gây ồn ào, không phải ở việc quán quân xứng đáng hay không, mà lại tập trung vào vóc dáng gầy gây choáng của nữ người mẫu Cao Ngân. Suốt mùa giải năm nay, thí sinh này vốn được biết đến là cây hài của chương trình. Cô nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo nhờ loạt phát ngôn hài hước và chân thật đến ngô nghê. Thế nhưng trong đêm chung kết diễn ra, khi Cao Ngân xuất hiện, cô lại khiến hàng triệu khán giả truyền hình choáng váng với thân hình gầy báo động. Thân hình gầy trơ xương của Cao Ngân ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng, nhưng đáng nói là không chỉ góp ý, than thở, nhiều người còn dùng những ngôn từ khá nặng nề dành cho nữ người mẫu. Sau đêm chung kết diễn ra 2 ngày, Cao Ngân lần đầu xuất hiện trên truyền hình, nói về cảm nghĩ của mình cũng như tiết lộ ký ức về vụ tai nạn gây ám ảnh khiến cô sụt cân không phanh. Không thể tưởng tượng được mọi người tại sao có thể viết ra những câu, những từ chỉ trích bản thân em như thế. Chỉ là vì em sụt cân thôi, chứ không phải em cố tình. Nên khi mọi người nói ra những câu như vậy, em cảm thấy bị xúc phạm rất nặng nề, Cao Ngân nghẹn ngào.
hình ảnh Cao Ngân bật khóc khiến fan cô xót xa. Thằng cò Đất Phương Nam làm bốc vác, lơ xe, hớt tóc để mưu sinh. Thằng cò trong phim Đất Phương Nam nổi tiếng một thời không ai có thể nhận ra. Phùng Ngọc làm đủ thứ nghề từ cắt tóc, bốc vác, lơ xe. Sau viết việc thu hút công chúng bởi thứ hào quang lấp lánh, hàng loạt ca sĩ, diễn viên, người mẫu đua nhau khoe nhà, xe tiền tỷ, xài hàng hiệu. Cũng có nghệ sĩ từng bị bóc mẻ vì sự phô trương quá đà. Dẫu vậy, không ít bạn trẻ bị mê hoặc bởi giá trị ảo. Thực tế, hàng nghìn công ty đào tạo, tuyển chọn ca sĩ, diễn viên, người mẫu ra đời xuất phát từ nhu cầu nổi tiếng của giới trẻ. Qua ba mùa game show, vẫn thấy người ta rồng rắn nối đuôi nhau tham dự với hy vọng bước chân vào showbiz để đổi đời. Mặt khác của showbiz lại cho thấy những phận đời cơ cực, chuyên đề xót xa những mảnh đời nghệ sĩ nghèo sẽ hé lộ khóc quất của thế giới giải trí vốn ồn ào và xa hoa. Phùng Ngọc nổi tiếng nhờ vai diễn thằng cò trong bộ phim truyền hình đình đám Đất Phương Nam, nhưng rồi sau đó Phùng Ngọc thỉnh thoảng mới xuất hiện trong vài bộ phim. Nhiều năm sau nữa không ai còn nhớ khi anh hoàn toàn bật tin. Năm 2015, những ai từng yêu mến bộ phim không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Phùng Ngọc giờ sống lang bạc phải chạy xe ôm. Thằng cò nổi tiếng ngày nào giờ là người đàn ông ngoài 30 với ngoại hình nhếch nhác, gương mặt đen đúa vì bươn trải với đời. Bốc vác, lơ xe, cắt tóc, đủ thứ nghề. Phùng Ngọc cho biết sau bộ phim Đất Phương Nam, anh theo cha về Bình Dương kiếm sống vì thời đó không ai định hướng cho anh theo nghề. Về quê, thằng cò không có nhiều lời mời đóng phim. Ba anh bảo con trai phải có nghề nghiệp ổn định, nghe lời, Phùng Ngọc bèn đi học nghề cắt tóc. Thỉnh thoảng vẫn có vài đạo diễn còn nhớ và gọi điện thoại cho Phùng Ngọc đóng phim, nhưng đất diễn không nhiều, cát xê cũng bèo bọt nên thu nhập chính của anh vẫn đến từ việc cắt tóc. Một thời gian anh lên Sài Gòn mở tiệm cắt tóc ngoài đường để thuận tiện cho việc đóng phim, nhưng rồi mọi thứ đều ế ẩm, anh lại về quê Bình Dương để chạy xe ôm. Cuộc đời Phùng Ngọc cứ thế trôi dạt, nhiều năm lăn lộn anh đánh mất vẻ ngoài ưa nhìn. Thằng cò lanh lợi đáng yêu ngày nào giờ đã là gã đàn ông gần 40 tuổi, nhếch nhác, phát tướng. Anh bảo ngoại hình thay đổi nên cũng không còn tự tin để đóng phim, chấp nhận an phận làm công việc chân tay kiếm sống. Sau khi Mạnh Thường Quân hỗ trợ chữa trị ngón tay út xích hoại tử, Phùng Ngọc quyết định rong ruổi khắp nơi để mưu sinh. Có lẽ số kiếp con cò đã vận vào cuộc đời tôi nên cứ sải cánh mãi, chưa biết khi nào sẽ dừng. Cò là phải bay, không thể ở mãi một chỗ, anh nói. Thế nên Phùng Ngọc tìm đến Vĩnh Long, Cần Thơ, nhưng không chỗ nào ở quá một năm, anh bảo nơi đâu mình cũng ở trọ, thì có ngại gì khi đến nơi mới. Năm 2015, anh ra Phú Quốc mở tiệm cắt tóc, vừa làm thêm ở một tiệm cắt kính. Ngày Tết vì không đủ tiền xe, anh vào đầm cắt bông súng, ra chợ bán, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn. Đó là mảnh đất hiền hòa nhất tôi từng ở, nhưng ở lâu cũng chán nên tôi về Bình Dương để xem có gì mới không. Phùng Ngọc kể về quê anh lại chạy xe ôm, nhưng một thời gian sau lại nghe lời bạn rủ rê lên Đà Lạt. Ở thành phố mộng mơ, anh không thể mở tiệm cắt tóc vì chi phí đắt đỏ. Cựu diễn viên nhí một thời tiếp tục lang bạc ngoài đường. Vì trời rét, anh xin vào bệnh viện để ngủ qua đêm, hôm sau lại kiếm việc làm. Suốt nhiều tháng trôi qua, Phùng Ngọc không chịu nổi cái đói, bèn xin vào làm mướn cho một gia đình. Kiếm đủ tiền xe, anh lại về quê. Lần này Phùng Ngọc lại khăn gói ra Quảng Trị vì một người quen giới thiệu. Anh nói công việc của một lơ xe quá vất vả nên chẳng bao lâu lại chán, bỏ việc về Sài Gòn. Gọi điện cho Phùng Ngọc, một lần nữa anh hào hứng khoe đang ở một nơi khác, nhưng có lẽ thằng cò chẳng có thể nào an cư vì sở thích bay nhảy đã vận vào máu thịt. Cờ bạc nên thất thế và ly dị vợ. Nhiều người bảo Phùng Ngọc giờ ra nông nỗi này vì vướng vào cờ bạc số đề. Hỏi thằng cò, anh bảo người ta đồn thế nào là quyền của họ. Anh không cần giải thích vì sự thật mãi là sự thật. Hỏi anh có phải vì chuyện tiền bạc mà mối quan hệ của anh với Hùng Thuận sức mẻ. Anh xua tay bảo không muốn nhắc đến chuyện cũ. Giờ thỉnh thoảng nếu lên Sài Gòn, anh vẫn gọi cho bé An. Nhưng vì nam diễn viên sinh năm 1984 bận đóng phim nên họ không gặp mặt. Về phần mình, Phùng Ngọc cho biết anh lập gia đình vào năm 2004, nhưng vì vợ không chấp nhận cảnh sống lang bạc của chồng nên đề nghị chia tay. Cả hai vẫn chưa có con như tin đồn. Kỳ lạ lắm, chúng tôi ly dị mà không làm thủ tục. Cô ấy không cần điều đó, lâu lâu tôi vẫn gặp vợ cũ để hỏi thăm sức khỏe, anh kể.
Về giấc mộng đóng phim, Phùng Ngọc Bảo đã tan biến rồi. Anh bảo thời cuộc giờ đã khác, người ta cần diễn viên có ngoại hình đẹp, lại có điều kiện. Còn anh giờ cơ thể đã phát tướng, gương mặt sần sùi lại chai sạn, quần áo lôi thôi thì làm sao thích hợp đóng phim. Những khi chạy xe ôm, anh bắt gặp các đoàn phim đang quay, Phùng Ngọc dừng xe ở xa rồi lén đến xem người ta diễn. Mỗi khi như vậy, cảm giác nhớ nghề lại ùa về, nhưng anh ý thức được thực tế của mình. Anh tâm sự, tôi bây giờ thích hợp để lang thang hơn là đóng phim. Ngày xưa tôi mời đóng phim Đất Phương Nam cũng tình cờ, chưa từng nghĩ đến hào quang, nên giờ dù có tắt đi tôi cũng không bận lòng. Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm ăn ngày ba bữa.